Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Nếu như ở thời điểm cuối năm 2021 mình có mang đến cho các bạn một vài những sản phẩm đến từ nhà Asus của dòng VivoBook có màn hình OLED, thì hôm nay mình mang tới cho các bạn một chiếc laptop ở phân khúc cao cấp hơn, một chiếc máy ZenBook và chúng ta cũng có màn hình OLED. Và đây chính là Asus ZenBook 14X OLED. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cũng như là đưa ra những cái nhận xét về sản phẩm này để xem nó sẽ có những gì và nó có thực sự đáng mua hay là không nhá. Đầu tiên thì mình vẫn muốn chia sẻ một vài những món phụ kiện sẽ đi kèm theo chiếc máy mà các bạn sẽ nhận được. Thứ nhất đó là các bạn sẽ có một cây bút để có thể sử dụng với cái màn hình của chiếc máy này. Như vậy thì các bạn đã có thể biết được rằng đây là một chiếc máy có màn hình cảm ứng OLED. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cổng chuyển từ USB-A sang dắt cắm mạng LAN để các bạn có thể sử dụng với mạng dây. Và đây thì sẽ là cục sạc đi kèm theo máy 100W. Tất cả những món phụ kiện này thì nó cũng sẽ khá là cơ bản thôi, nhưng nó vừa đủ để có thể đáp ứng được những nhu cầu sử dụng hàng ngày của chúng ta. Tới với chiếc Asus ZenBook 14X OLED đi, thì ở mặt A chúng ta vẫn sẽ tìm được những cái điểm rất là quen thuộc của dòng ZenBook, như là logo Asus được nằm lệch sang một bên và những đường tròn đồng tâm được lấy tâm từ chiếc Asus và tỏa ra bên ngoài. Như vậy ở trên mặt A này thì nó vẫn có những cái nét cực kỳ quen thuộc của những chiếc máy dòng ZenBook, và chúng ta khi mà sờ lên thì tất nhiên nó cũng rất dễ để lại một hồ dấu vân tay trước khi mà quay được, mình đã phải lau thật là sạch sẽ rồi đấy. Nên các bạn muốn nó kiểu sạch sạch một tí thì cũng có thể dán cái đề can trong suốt, hoặc là chúng ta có thể dán nhám lên đây để chiếc máy nó sẽ kiểu đẹp mọi lúc mọi nơi. Và tất nhiên là một sản phẩm của dòng ZenBook nên chúng ta cũng sẽ có mặt A được thiết kế từ kim loại này, mặt C kim loại, mặt D kim loại, tức là gần như là chúng ta sẽ được full build từ kim loại trừ cái phần mặt B là cái phần màn hình thôi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có một chiếc máy rất là cao cấp, cứng cáp và không thua kém bất kỳ một chiếc laptop nào. Tới với phần bản lề và những cổng kết nối đang có trên chiếc ZenBook 14X OLED này, thì các bạn vẫn có một cái bản lề Ergolift rất là quen thuộc. Khi mà chúng ta mở ra một cái góc như thế này thì nó sẽ tự động nâng chiếc máy lên để giúp cho chiếc máy kéo gió một cách tốt hơn, từ đó giúp chiếc máy của chúng ta có thể tản nhiệt một cách hiệu quả hơn. Và thêm nữa, đối với cái sản phẩm này các bạn sẽ thấy rằng là nó có thể mở ra được 180 độ. Như vậy thì chúng ta có thể là để như thế này này, cả hai người cùng nhau trao đổi những cái nội dung đang có trên màn hình, đúng không ạ, một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà nó sẽ không bẻ được 360 độ đâu nhé, gãy đấy. Và các bạn có thể thấy ở cái phần thân dưới của chiếc Asus ZenBook 14X OLED được thiết kế rất là khôn ngoan, khi mà họ sẽ làm kiểu là một đường vát từ cái phần đáy lên. Như vậy thì khi chúng ta nhìn vào cái phần ngang này, nó có một hiệu ứng thị giác là cái chiếc máy này nó cực kỳ mỏng luôn các bạn ạ. Khi mà chúng ta để xuống này, đó, nhìn nó cực kỳ mỏng luôn, nhưng thực ra nó vẫn hơi dày một tí. Đó, cái này là hiệu ứng thị giác thôi. Đây là một cách thiết kế mà mình đánh giá rất cao trên cái sản phẩm lần này của nhà Asus. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có hai cổng USB-C hỗ trợ xuất hình và hỗ trợ sạc, và chúng ta sẽ có cổng HDMI full size. Nhưng các bạn lưu ý nhá, do đây là một sản phẩm sử dụng chip AMD nên nó sẽ không hỗ trợ Thunderbolt. Và chúng ta sẽ có thêm một cổng USB-A ở bên phải, cùng với đó là jack cắm tai nghe kiếm mic 3.5mm. Bên dưới, lùi bên dưới đây thì nó sẽ là một cái khe thẻ SD làm cực kỳ khớp với những cái lỗ tản nhiệt ở đây, nên là khi mà nhìn vào mình cứ tưởng là bốn cái lỗ tản nhiệt nhưng thực ra nó là cái khe thẻ SD. Nói chung rằng là cái thiết kế của con này thì mình thấy nó rất là hay ho, thú vị. Tới với màn hình của chiếc ZenBook 14X OLED đi, thì đây là một cái màn hình vô cùng chất lượng rồi, chúng ta không cần phải bàn cãi nhiều. Bởi vì trước đó thì chúng ta cũng đã từng được trải nghiệm một cái màn hình tương tự như vậy trên chiếc VivoBook 14X OLED. Thì cái màn hình này chúng ta vẫn sẽ có những thông số tương tự như là 14 inch, độ phân giải 2K+, tấm nền OLED, và chúng ta cũng sẽ có giải màu đạt chuẩn 100% DCI-B3. Và thêm nữa, các bạn còn nhớ đầu video mình nói gì không? Cảm ứng này, cảm ứng này, vuốt vuốt chạm chạm, đấy, hỗ trợ cảm ứng này. Và chúng ta có thêm cây bút để các bạn có thể take note, các bạn có thể viết, các bạn có thể vẽ, các bạn có thể hoạt sử dụng với một số những cái ứng dụng mà các bạn có thể sử dụng bút ở trên đây. Như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng hơn đối với những ai thực sự cần sử dụng đến cây bút, đúng không ạ? Và đây là một cái màn hình mà mình phải khẳng định, đó là nó cực kỳ chất lượng các bạn ạ, từ độ phân giải cho tới giải màu
cho tới những cái trải nghiệm, những cái tiện ích mà nó mang lại. Màn hình này thì cũng sẽ được thiết kế với 4 viền mỏng Nano Edge, và bên trên thì chúng ta cũng sẽ được tích hợp một cái camera. Và camera này thì được giấu cực kỳ tinh tế nha. Các bạn nhìn sơ qua thì nó giống như kiểu là vị trí của một cái đèn LED thông báo ấy, nhưng không, thực ra đây lại là một cái camera các bạn ạ. Và camera này thì cũng có chất lượng rất là tốt, các bạn có thể nhìn vào ngay đây. Đấy, hình ảnh các thứ lên sắc nét. Như vậy thì chúng ta sử dụng để hội họp, chúng ta sử dụng để video call thì nó đều ok. Tất nhiên là một sản phẩm đến từ nhà Asus, các bạn cũng sẽ có những công nghệ để khử ồn bằng AI, giúp cho giọng nói của chúng ta có thể được truyền tải đi một cách tốt nhất, và giọng nói của người ở bên kia truyền đến chúng ta cũng ít tiếng ồn hơn, từ đó chúng ta có thể nghe rõ ràng hơn. Tới với mặt C của chiếc ZenBook 14X OLED đi, thì chúng ta sẽ có đây là một khu vực bàn phím với thiết kế dạng 65%, tức là các bạn sẽ có đầy đủ những cái hàng phím F, đầy đủ những hàng phím chữ để chúng ta có thể gõ, hay là chúng ta cũng sẽ có thêm một vài những phím function, ví dụ như là Home, Page Up, Page Down, End để giúp cho các bạn có thể là thực hiện với những tác vụ liên quan đến Word hay là những ứng dụng văn phòng một cách nhanh chóng hơn. Và với cái phím lần này ở trên chiếc ZenBook 14X OLED thì mình cảm thấy rằng là hành trình của nó đã tốt hơn đôi chút, và mỗi phím thì cũng sẽ được thiết kế với kích thước full size nên khi chúng ta gõ cảm giác nó rất là dễ dàng, không bị nhầm chữ. Và khi mà mình test, mình gõ ở trên cái phím này á, thì mình cảm thấy rằng là nó vẫn hơi flex nhẹ một tí, nhưng mà nó cũng sẽ không thể trở thành cái vấn đề gây cho chúng ta khó khăn trong việc nhập liệu. Nói chung rằng là cái cảm giác gõ và cảm giác nhập liệu ở trên chiếc máy này nó vẫn rất là tốt, nên các bạn cứ thử đi, các bạn cứ trải nghiệm đi, các bạn sẽ thấy rằng là nó ok, nó không có cái vấn đề gì ở trên cái phím này cả. Và tất nhiên thì các bạn cũng sẽ được hỗ trợ ở đây, đấy là đèn nền, để khi mà chúng ta nhập liệu trong cái điều kiện thiếu sáng nó sẽ ổn và nó ok hơn. Và trên phím nguồn của chiếc ZenBook 14X OLED này thì nó cũng sẽ tích hợp vân tay giúp cho chúng ta có thể mở khóa cũng như là bảo mật một cách tốt hơn, an toàn hơn. Lùi xuống bên dưới thì là khu vực Talkpad với kích thước khá lớn, và chúng ta cũng sẽ tích hợp ở đây là phím số. Khi các bạn nhấn giữ vào thì nó sẽ hiện lên giúp cho chúng ta có thể nhập liệu một cách tốt hơn. Talkpad này cho mình một trải nghiệm khi mà vuốt rất là mượt này. Cái switch bấm thì nó cũng rất là mềm, không gây ra tiếng động quá lớn, và chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ đầy đủ những thao tác đa điểm mà Windows mang lại. Nói chung rằng là Talkpad này thì nó rất là chất lượng. Tới với trang bị cấu hình và hiệu năng trải nghiệm trên chiếc Asus ZenBook 14X OLED thì chúng ta sẽ có ở đây là sự góp mặt của con chip AMD Ryzen 5 5600H. Các bạn có 8GB RAM và các bạn có 500GB SSD. Các bạn lưu ý đó là bộ nhớ RAM của chiếc máy này thì nó cũng sẽ không nâng cấp được nhá. Với những tác vụ văn phòng mà mình sử dụng trên chiếc Asus ZenBook 14X OLED này thì nó vô cùng mượt mà rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Hay là với những ứng dụng nặng hơn như là mình sử dụng Photoshop và Lightroom để có thể edit ảnh thì nó vẫn có thể đáp ứng hoàn toàn ok. Những cái thao tác mà mình kéo màu này, mình zoom lên, zoom xuống hay là mình xuất ảnh ra thì nó vẫn nhanh, vẫn mượt. Nói chung đây là một con laptop nó hướng tới những đối tượng chủ yếu là nhân viên văn phòng, nhưng song song với đó mà các bạn sử dụng chiếc máy này để làm một vài những ứng dụng đồ họa ở mức khá đổ xuống thì nó vẫn có thể đáp ứng hoàn toàn ok. Thậm chí nếu như với cấu hình này mà các bạn sử dụng để chơi game kiểu Liên Minh hay là đá FIFA với một cái mức cấu hình nó gọi là thấp thấp một tí thì chúng ta vẫn có thể chơi được 60fps hoàn toàn ngon lành. Đấy, giống như ở trên cái con VivoBook 14X OLED ấy, mình cũng đã test cái bản không cả đồ họa ấy, thì nó vẫn chơi Liên Minh ok luôn các bạn. Thì con này chẳng có lý do gì lại không ok cả nha. Tóm lại với Asus ZenBook 14X OLED thì đây là một chiếc laptop cao cấp mang tới chúng ta một cái build rất là ngon, một cái màn hình vô cùng chất lượng, khả năng cảm ứng cũng như là hỗ trợ bút thuận tiện cho công việc, và trải nghiệm gõ trên phím và sử dụng Talkpad thì ok, ngon lành. Bên cạnh đó, mỏng, gọn, nhẹ và trang bị đầy đủ cổng kết nối. Các bạn thấy sao về Asus ZenBook 14X OLED? Hãy comment để lại ý kiến của các bạn phía bên dưới và luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhé. Các bạn có thích đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.